chiến tranh của Ukraine, nói rằng quân Nga áp sát cửa ngõ thủ đô Kiev. Ngày hôm nay 11 tháng 3, ngày thứ 16 của cuộc xâm lược Ukraine, các chiến xa Nga đã áp sát cửa ngõ thủ đô Kiev. Quân Nga tiếp tục bao vây nhiều thành phố, oanh kích cả vào khu vực thường dân. Cho tới tối hôm qua, sau khi vào được các thị trấn ngoại ô phía Bắc và phía Tây Kiev, các chiến xa Nga đã áp sát cửa ngõ phía Đông Bắc của thủ đô Ukraine. Theo Bộ Tư lệnh Ukraine, cùng với việc tiếp tục các đợt oanh kích khép chặt vòng vây quanh thủ đô, quân Nga đã mở rộng chiến dịch tấn công sang các mặt trận khác trong vùng miền Đông. Vào sáng nay, không quân Nga đã dội bom xuống các khu dân sự trong thành phố Dnipro, miền trung của Ukraine. Thành phố Lutsk của phía Tây Bắc Ukraine sáng sớm nay cũng đã bị không quân Nga oanh kích. Nga cấm xuất cảng hơn 200 loại sản phẩm đáp trả lại Tây Phương. Nga cấm xuất cảng một loạt loại sản phẩm tới cuối năm 2022 nhằm đáp trả việc nước này bị Tây Phương cấm vận vì xâm lăng Ukraine. Lệnh cấm này áp dụng trên 200 loại sản phẩm, bao gồm viễn thông, y khoa, xe cộ, nông nghiệp, thiết bị điện và vài loại sản phẩm lâm nghiệp như là gỗ. Bộ Kinh tế Nga loan báo có thể họ sẽ thực hiện thêm nhiều biện pháp khác như cấm tàu ngoại quốc cập cảng Nga. Họ cho biết thêm rằng lệnh cấm xuất cảng được áp dụng cho những quốc gia hành động không thân thiện với Nga và nhằm bảo đảm những lĩnh vực kinh tế chính có thể hoạt động liên tục. Khoảng 48 quốc gia gồm Mỹ và các nước Âu Châu nằm trong lệnh xuất cảng của Nga. Lệnh cấm này được công bố giữa lúc Dmitry Medvedev, cựu tổng thống Nga, cảnh báo tài sản của công ty ngoại quốc nào sẽ rút khỏi Nga có thể sẽ bị quốc hữu hóa. Lạm phát ở Hoa Kỳ đã cao nhất trong vòng 40 năm qua. Bộ Lao động Hoa Kỳ hôm nay thông báo trong năm tài khoá kết thúc vào tháng 2 vừa qua, lạm phát đã tăng lên 7.9% và đây là mức cao nhất trong vòng 40 năm qua. Lạm phát ở Hoa Kỳ đã lên tới 7.9% trong vòng 1 năm qua và đây là mức cao nhất kể từ năm 1982, trong khi giá cả dự trù vẫn sẽ tiếp tục tăng trong thời gian sắp tới. Ngay cả trước khi Nga xâm lược Ukraine thì các yếu tố bao gồm chi tiêu dùng, tăng lương và thiếu hụt nguồn cung cũng đã khiến lạm phát giá tiêu dùng ở Hoa Kỳ tăng cao kỷ lục. Đối với hầu hết người dân Hoa Kỳ, lạm phát cao hơn so với mức lương được tăng thêm trong năm qua đã khiến họ gặp nhiều khó khăn trong việc đáp ứng những nhu cầu thiết yếu như thực phẩm, gas và tiền thuê nhà. Chủ tịch của Fed là Jerome Powell đã nói trong phiên điều trần tại Thượng viện rằng Fed đang sẵn sàng đẩy nhanh việc tăng lãi suất mà họ dự trù bắt đầu trong năm nay để chống lạm phát cao một cách quyết liệt hơn. Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm đã kêu gọi các công ty dầu mỏ tăng sản lượng để góp phần làm giảm giá. Tại hội nghị về năng lượng CERAWeek ở Houston, Texas ngày 9 tháng 3 vừa qua, Bộ trưởng Năng lượng của Hoa Kỳ là Jennifer Granholm đã kêu gọi các công ty dầu mỏ nên tăng sản lượng để góp phần làm giảm giá năng lượng đang trên đà tăng cao. Bà nói rằng, chúng ta đang rơi vào tình trạng khẩn cấp và phải tăng nguồn cung trong thời gian ngắn một cách có trách nhiệm nhằm bình ổn thị trường và giảm thiểu thiệt hại cho các gia đình ở Hoa Kỳ. Trong thời điểm khủng hoảng này, chúng ta cần thêm nhiều nguồn cung hơn nữa. Cũng theo bà Granholm, thì chính quyền Hoa Kỳ đang liên hệ với các đối tác trên khắp thế giới nhằm tăng sản lượng dầu mỏ. Giá năng lượng tăng cao là hệ quả của việc Hoa Kỳ và các đồng minh Âu Châu đang áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, trong đó Hoa Kỳ đã chính thức công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga kể từ hôm 8 tháng 3. CDC duy trì lệnh đeo khẩu trang trên phương tiện di chuyển công cộng thêm một tháng. Chính phủ Biden sẽ tiếp tục duy trì lệnh đeo khẩu trang trên phi cơ, xe lửa và các hệ thống chuyên chở công cộng cho tới ngày 18 tháng 4, trong lúc các giới chức y tế cộng đồng xem xét là khi nào có thể bỏ được lệnh đeo khẩu trang, theo một giới chức chính phủ nói với hãng thông tấn Reuters vào thứ Năm ngày 10 tháng 3. Theo nguồn tin này, trong tháng tới, các giới chức thuộc Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ sẽ họp với các cơ quan chính quyền liên bang để giúp thay đổi quy định là khi nào và trong hoàn cảnh nào có thể bỏ lệnh đeo khẩu trang khi sử dụng các phương tiện di chuyển công cộng. Các nhóm đại diện công ty hàng không và du lịch vào tháng qua kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ hãy hủy bỏ lệnh đeo khẩu trang trên các phương tiện di chuyển công cộng vào ngày 18 tháng 3, hoặc nếu không thì hãy đưa ra lộ trình rõ ràng để tiến tới việc hủy bỏ lệnh này trong vòng 90 ngày.